Annie, cựu thành viên Libby xa vòng tay Đông Nhi là bão tố, khép lại giấc mơ thần tượng ở tuổi 28. Annie được biết đến là thành viên nhóm nhạc nữ Libby hoạt động dưới trướng Sixteen Entertainment. Gần đây, khán giả bắt đầu chú ý tới Annie nhiều hơn khi cô tranh tài tại Vietnam Idol 2023. Annie, tên thật Nguyễn Thị Thu Thủy, sinh năm 1995 tại Đồng Nai, từng là trưởng nhóm gương mẫu của nhóm nhạc trẻ Libby. Cô nàng sở hữu giọng hát trong trẻo, cao vút đầy nữ tính và giữ vai trò hát chính trong nhóm. Trước khi hoạt động với vai trò ca sĩ, Annie từng là vũ công chuyên nghiệp và góp mặt trong MV Bad Boy, Hold Me Tonight, YOLO. Cô nàng được ca sĩ Đông Nhi đánh giá là gương mặt sáng, có sự tổng hòa cả về thanh nhạc lẫn vũ đạo. Cùng với Annie, May, Nawan và Jory là thành viên của nhóm nhạc nữ Libby. Cả bốn thành viên trong nhóm đã xuất sắc vượt qua gần 2.000 thí sinh trong cuộc thi tuyển gắt gao của công ty Tencent. Libby là tên viết tắt của Light in Pandora Box, có nghĩa là những tia sáng mãnh liệt trong thị trường giải trí, được đào tạo theo mô hình của các công ty giải trí Hàn Quốc và quốc tế. Nhóm được xem là lứa tân binh đầu tiên mà Đông Nhi, ông Cao Thắng đào tạo bài bản và chuyên nghiệp. Các thành viên của Libby đều là những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết, khát vọng và đam mê, mỗi người có thế mạnh và điểm nhấn riêng. Ban đầu, nhóm chỉ có 3 thành viên, nhưng sau nhiều ngày đắn đo và cảm thấy chưa thật sự hài lòng với đội hình này, nên Sixteen Entertainment đã quyết định bổ sung thêm thành viên thứ tư chính là Nawan. Quả thật không ngoài kỳ vọng của công ty, sau một thời gian thử thách đánh giá, sự tiến bộ và những nỗ lực của Nawan đã cho thấy cô chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho đội hình này. Nói riêng về những thành viên, Nawan sinh năm 1993, cô là cô gái đa tài với khả năng nói được 5 thứ tiếng Hàn, Anh, Nhật, Trung, Việt một cách lưu loát. Sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, cô gái này đã từng tham gia đóng MV cho nhiều ca sĩ nổi tiếng. Nawan là một trong những gương mặt được đạo diễn Phan Lê đánh giá cao về nét diễn tự nhiên và cá tính riêng, là thành viên cuối cùng của Libby do chính giám đốc ông Cao Thắng phát hiện thông qua quá trình thực hiện MV Vì Ai Vì Anh của nữ ca sĩ Đông Nhi. May, tên thật Nguyễn Trần Thảo Nguyên, sinh năm 1995, với khả năng rap cực đỉnh cũng như biết cách nắm bắt những màn vũ đạo mới trong thời gian ngắn. Cô nàng đảm nhiệm cả hai vai trò quan trọng trong nhóm là nhảy chính và rap. Từ khi chính thức trở thành thành viên của nhóm, May luôn nhận được đánh giá cao từ người thầy của mình là ông Cao Thắng. Jory, tên thật là Lê Võ Huỳnh Nga, sinh năm 1995, sở hữu giọng hát cao truyền cảm, mang màu sắc âm nhạc riêng. Đặc biệt, cô gái này lại có phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp nên được chọn là người hát chính cho nhóm. Sau tin đồn nhóm Libby tan rã, thì phía công ty quản lý đưa ra thông báo bất ngờ rằng các thành viên đã được thay đổi. Cụ thể, May và Nawan chính thức rời nhóm và thay thế bằng hai thành viên mới là Liz Rosie. Annie không phải là thành viên lớn tuổi nhất nhưng vẫn được công ty Sixteen tin tưởng trao vị trí thủ lĩnh Libby. Bởi lẽ trong quá trình luyện tập, Annie luôn nhận điểm số cao nhất. Hơn nữa, cô nàng còn có tính kỷ luật cao nên hoàn toàn phù hợp với vai trò đầu tàu. Có một điều thú vị, Annie tự đánh giá bản thân là thành viên manly nhất nhóm. Cô nàng không chỉ là thủ lĩnh khi đứng trên sân khấu mà còn thể hiện vai trò gắn kết các thành viên trong nhóm lúc sinh hoạt tại ngôi nhà chung. Bên cạnh việc ca hát, nhảy múa, Annie còn có niềm đam mê to lớn với thiết kế thời trang. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô từng nghĩ sẽ thi vào trường thiết kế, nhưng vì tình yêu với âm nhạc lớn hơn nên mới có Annie của Libby ngày hôm nay. Hoạt động được một thời gian đến cuối tháng 6 vừa qua, Annie công bố chính thức rời khỏi công ty của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Theo đó, nữ ca sĩ đã đăng tải lên trang cá nhân của mình bài viết khá dài, thông báo đến người hâm mộ việc bản thân rời nhóm Libby để hoạt động solo. Đồng thời, cô cũng xác nhận không còn là ca sĩ độc quyền của Sixteen Entertainment và cũng không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã đồng hành cùng cô trong suốt thời gian qua. Sự rời đi của Annie khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn ủng hộ quyết định này của cô. Gần đây nhất, cô nàng đã phát hành MV solo mang tên Không Ai, theo dòng nhạc ballad. Khi được hỏi vì sao không ra mắt sản phẩm khoe mẽ thế mạnh vũ đạo, nữ ca sĩ cho biết cô muốn đưa thêm những màu sắc âm nhạc của bản thân đến gần hơn với khán giả. Đến hôm 12 tháng 8, khán giả vô cùng ngạc nhiên khi thấy Annie xuất hiện trong tập 6 chương trình Vietnam Idol 2023. Ở vòng audition, Annie mang đến ca khúc Mượn Rượu Tỏ Tình với lời rap do cô tự viết. Do đã có khả năng trình diễn từ trước, Annie thể hiện phần thi một cách trọn vẹn. Kết quả cả 3 vị giám khảo đều chung quan điểm, trao cho Annie tấm vé bạc. Ở phần chuyển đổi vé, ca sĩ trẻ đã may mắn được trao tấm vé vàng, từ đó bước tiếp vào vòng nhà hát của chương trình. Trải qua nhiều thử thách cam go, tối qua 23 tháng 9, Annie chính thức dừng chân trong top 9, khép lại hành trình chinh phục ngôi vị quán quân Vietnam Idol. Theo giám khảo Mỹ Tâm, cựu thành viên Libby vẫn còn nhiều thiếu sót, cần cố gắng hơn nữa khi cô chưa thể làm mới bản thân. Trải qua 12 tập phát sóng, top 8 Vietnam Idol 2023 gọi tên các thí sinh gồm Pia Linh, Lam Moon, Thu Hiền, Hà An Huy, Thanh Thảo, Hà Minh, Nguyễn Lâm Phúc, Xuân Định.